khỏe không? Ở dưới đó có nóng gì không con? Dạ. Vậy á. Dạ cũng hôm nay cũng đỡ. Dạ. Cô Chanh hình như chưa vậy á. Dạ. Thấy gọi thế coi cổ ở đây cổ có. Xin chào quý ông bà anh chị em. Buổi tối hôm nay sẽ trở lại chương trình học cực thánh. Xin quý ông bà anh chị em chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin chào anh Lĩnh, khỏe không? Chúng con cảm ơn Chúa, Chúa có vinh dự quý ông bà anh chị em chúng con cũng như toàn thể hội thánh. Một tuần lễ vừa qua được mọi sự bình an trong sự hướng dẫn của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài. Buổi tối hôm nay chúng con có thời gian học kinh thánh, xin Chúa Thánh Linh soi dẫn chính mình con cũng như quý ông bà chị em chúng con. Chúng con hiểu lời Chúa, hỏi chúng con có lời Ngài làm hành trang trong cuộc sống mỗi ngày cho đến khi chúng con gặp mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con biết ơn Chúa và lời Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Thưa quý ông bạn chị em, từng rồi chúng ta học cái phần ẩn dụ mà ta học cái phần ẩn dụ thứ hai, đó là người thề. Người thầy dựng nho ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 33 cho đến câu 44. Tôi ôn lại chút xíu chúng ta qua. Chúng ta theo dõi tiếp ha. Trong cái ẩn dụ trong cái người thê vườn nho ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 33 đến câu 44. Chúa Giê-xu nói hãy nghe lời ví dụ. Có người chủ nhà kia trồng một cái vườn nho rào xung quanh ha. Cẩn thận ha, có ranh giới ra ngoài ha. Rồi ở trong đào một cái hầm ép rượu, cất một cái tháp cho những kẻ trồng nho mướn và đi qua xứ khác. Đến mùa hái trái thì người chủ mới sai đầy tớ đến cùng cái người bọn thuê vườn nho để bọn đầy tớ để bọn trồng nho đó tận thu quy lợi. Nhưng mà bọn trồng nho thì
bắt cái người đầy tớ của ông chủ đó, đánh người đó xong rồi giết người đó luôn. Cái ông chủ ông ấy, ông chủ ông mới sai một đầy tớ khác, thơ trước họ cũng đối xử giống như vậy ha, coi như là ông chủ ông hai lần, ông sai hai lần hai người đầy tớ. Rồi sau đó ông mới ông chủ ông mới sai con chủ, sai con chủ đó, con trai. Thì ông nghĩ là sai con của ông chủ đến thì cái bọn thầy vườn nho nó sẽ kính trọng, nhưng mà bọn trồng nho thấy con của ông chủ thì nó đây nè, rồi làm gì, giết con chủ luôn để chiếm đoạt tài sản. Chiếm đoạt tài sản nhưng của anh là của tôi là của anh, phải không? Rồi bắt bắt con ấy quăng ra ngoài vườn nho mà giết đi. Rồi chú mới kể vậy là khi mà ông chủ đến, bây giờ thấy ông chủ đến á thì sẽ xử cho bọn làm vườn như thế nào. Chú mới trả lời là người chủ sẽ diệt đồ hung ác cách khổ sở và cho bọn trồng nho khác mướn vườn ấy, là kẻ nộp hoa lợi lúc đến mùa. Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: các ngươi há chưa hề đọc lệnh trong Kinh Thánh, hòn đá này bị người ta lội bỏ ra trở nên đá góc nhà, ấy là việc Chúa làm một sự lạ trước mặt chúng ta hay sao? Thầy Chúa nói nước thiên đàng giống như phán của các người, Đức Chúa Trời sẽ cắt khỏi các người và cho một dân khác để kết quả cho nước đó. Rồi Chúa nói kẻ nào rơi trên đá đó sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan tành như bụi. Thì các thầy tế lễ nghe vậy thì các thầy tế lễ biết là ý Chúa nói về mình, cho nên họ tìm cách để bắt Chúa. Không gì họ sợ thiên hạ, cho nên họ sợ thiên hạ tôn Ngài là đấng tiên tri. Đó là cái câu chuyện từng rồi ha. Như vậy chúng ta thấy có hai, có cái điểm hai là người chủ sai đến hai lần đầy tớ, nha mày, đầy tớ của chủ, rồi những người thay vườn nho ha, rồi con trai của chủ, người chủ vườn nho. Như vậy cái hình ảnh từng rồi mình ôn lại nha. Nếu mà cái hình ảnh ở trong Luca đoạn 11 đó, câu 49 đến câu 50, những đầy tớ trong cái ẩn dụ này là ai? Các tiên tri của Israel. Rồi cái vườn nho là nước Do Thái, và ông chủ là ai? Là Đức Chúa Trời. Chủ là Đức Chúa Trời. Nếu mà người chủ, ông chủ là Đức Chúa Trời thì con trai của ông chủ là ai? Chúa Giêsu. Ok. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà mình đọc lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 21 á, câu 45 đến 41, 46 đó. Trên câu 45, trên câu 46 thì nói là kẻ nào rơi trên các thầy tế lễ cả và người Pharisee nghe những lời ví dụ đó thì biết Ngài đã nói về mình, họ bèn tìm cách để bắt Ngài, xong sợ thiên hạ vì thiên hạ tôn Ngài là đấng đấng tiên tri.
những người như vậy thì những người thê vườn nho thì làm gì? Những người thê vườn nho này họ làm gì đối với đệ tớ của ông chủ, đối với con của ông chủ? Trong câu 16 á, người những người thê đã ngược đãi không? Hello quý ông bà anh chị, tôi chị Tina chào tất cả anh em. Họ ngược đãi con của ông chủ, ngược đãi những người đầy tớ của ông chủ sai đến. Như vậy thì chúng ta thấy cái nhóm người mà ở cái cột bên trái á, mẫu tự nhân vật, các nhân vật ở cột bên phải á, thì tượng trưng cho trong cái ẩn dụ là các lãnh tụ tôn giáo, các tiên tri, Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu. Ở trong bài này họ lặp lại đó, xin suy nghĩ lại phép lạ về cây vả, chúng ta thấy Chúa Giêsu tìm cái điều gì trên cây vả? Chúa Giêsu tìm gì trên cây vả? Tìm trái. Tìm trái nhưng mà không có trái ha. Điều gì xảy ra cho cây vả? Chúa vỡ cây vả. Điều gì xảy đến cho những người thay vườn nho? Trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 40 đến câu 41. 40 thì vậy, khi người chủ vườn nho đến thì sẽ xử với bọn làm vườn như thế nào? Chúng trả lời rằng người chủ sẽ diệt hồ hung ác ấy các khẩu sở và cho bọn trồng nho khác mướn như ấy, là kẻ nộp quay lợi lúc đến mùa. Vậy Chúa hỏi họ, ông chủ sẽ đối xử với những kẻ thê vườn nho, thì những người thê vườn nho tượng trưng cho ai? Câu 19 bằng đi á, 19 bằng đi tượng trưng cho ai? Tượng trưng cho Israel, Giáo Thái. À ha. Cho những lãnh tụ tôn giáo. Ok. Cho phần đi nha. Cho những lãnh tụ tôn giáo. Ok. Như vậy thì trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 20 câu 43 đó. Bởi vậy ta phán cùng các nơi, người nước Đức Trời sẽ cắt khỏi các ngươi và cho dân khác, là dân sẽ có kết quả cho nước đó. Nước ở trong đây, Chúa Giêsu nói về các thầy tế lễ cả và người Pharisee, họ sẽ bị lấy điều gì? Họ sẽ bị mất cái gì? Họ bị cất cái gì? Câu 20. Nước Đức Chúa Trời. Cho nên mục đích Chúa đến để cứu nhà Israel. Mục đích Chúa đến là cứu dân mình ra khỏi tội, quý ông bà anh chị. Ta nhớ câu chuyện người thằng bà Cana có đứa con bị quỷ ám đến mà cầu xin Chúa. Chúa nói mục đích Chúa đến đây để cứu nhà Israel, cứu ra ngoài dầu ma dân lần 3 câu 16. Chúa yêu cả thế gian, ai tin được cứu, nhưng mà Chúa hứa với Abraham tổ phụ của dân Do Thái là Chúa cứu dân tộc Do Thái trước, sau đó mình mới ăn lầy, mình mới ăn ké, gọi là ăn ké đó. Chứ mình cũng không phải là đặc ân gì là
Chúa cứu mình đâu. Nhưng mà vì họ cứng đầu, cứng cổ, Chúa đến mà họ còn giết nữa. Họ đem họ giết Chúa, giết con trời mà. Cho nên Chúa ở đây mình đã có một cái ân huệ với ông bà anh chị em. Nên cho nên đáng lẽ mà tiền công của tôi là chịu chết phải không? Vì mọi người đều nói phải không? Tiền công tội lỗi là chịu chết. Nhưng mà lại Chúa lại chết cho người có tội. Chúa chết. Chúa quay qua Chúa cứu dân tộc khác. Để dân tộc đó sẽ có kết quả hơn dân Israel. Cảm ơn Chúa. Và dân tộc đó, dân tộc khác là chúng ta thấy nói hơn 2 tỷ người đang thờ phượng Chúa, đang tin Chúa, thờ phượng Chúa mà từ 2000 năm trước tới giờ biết bao nhiêu người họ đã chết về Chúa. Mà dân Do Thái thì họ không tin, nên Chúa quay qua Chúa cứu dân tộc khác. Và đây câu kinh thánh này giúp cho quý ông bà anh em chúng ta mình cảm ơn Chúa. Mình cảm ơn mình đổi ơn Chúa, dùng cái từ đổi ơn Chúa. Là Chúa đáng lẽ là dân tộc Do Thái họ được đặc ân, giống như mình là con cái của mình, cha mẹ giàu có thì con cái hưởng đúng không, hưởng tài sản đúng không, cha mẹ để lại đúng không, nhưng mà vì con cái nó coi như là bất hiếu ha, coi như là phản loạn, cho nên người cha người mẹ có quyền đem cái tài sản đó để mà mình donate cho mấy cái nhà thờ hay là mấy cái chỗ công tác xã hội để làm lành làm phước, có ích lợi ha các bạn. Chúng ta thấy người phương Tây họ ít khi nào để của lại cho con cái họ, mục đích là họ đầu tư cho con cái ăn học đại học rồi nó tự kiếm cơm, nhiều khi nó còn kiếm cơm còn giỏi hơn cha mẹ nữa, mà con cái nó không cần tài sản cha mẹ, nó tự lập mà, 18 tuổi là tự lập. Còn người Á Đông mình thì luôn luôn là cứ để tài sản cho con cái của mình. Cho nên đó là mình thương con quá, nó hư, phải không? Nó chỉ mong là tới cuối đời là nó mong là nó hưởng tài sản thôi. Còn cái dân phương Tây á, là nó đã sanh ra là cha mẹ đã cho con cái ngủ riêng rồi, đã tự lập rồi. Cho nên là lớn lên là nó cũng tự lập, tự kiếm sống. Cho nên rất là giỏi. Và chúng ta thấy khi mà cái người phương Tây đó, tại sao là họ được phước nhiều hơn mình, họ tin Chúa nhiều hơn mình, tại vì họ làm đúng theo lời của Chúa. Họ nói là ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Quý vị, mình cho con mình ăn mà nó không thờ phượng Chúa, nó cũng rồi cuối đời nó cũng tiêu thôi, phải không? Còn người phương Tây là người ta dâng hiến cho tiền giáo, dâng cho nhà thờ, dâng hội tiền nguyện, tại vì Chúa kêu là mình phải làm lành mà. Cho nên dân phương Tây là họ được phước, họ cứ giàu hơn. Trước đâu ta nói trong công vụ các ở công Côrintô thứ nhất đoạn 9 thôi, chúng ta đi gì chứ chính thì nói về Chúa Phaolô, nói về làm lành, giúp ích giặc ích điều gì giặc nhiều á, Chúa ban cho mình giàu có trong một sự để làm việc lành á. Thì người phương Tây họ giàu hơn mình nhiều, tại vì sao? Họ làm lành, họ làm từ thiện, quý vị thấy chỗ nào họ cũng đến cứu giúp. Thì ở đây chúng ta thấy là Chúa chọn một dân tộc khác, tại vì họ giết Chúa, giết con trời. Cho nên Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 43. Thì giờ chúng ta thấy đó, hôm nay chúng ta học tiếp đó, giờ chúng ta cũng suy nghĩ, mình suy nghĩ sự dạy dỗ chính của cái ân dụ quan trọng này. Câu nào nói đúng nhất là lời dạy ân dụ người thê vườn nho? A. Sự đầu tư quá dở của chủ vào vườn nho sinh lợi quá ít. B. Lòng kiên nhẫn và yêu thương của người chủ trong việc tìm kiếm quả trong
ông muốn có xin lợi từ vườn nho. C. Quyết định sai trật của người chủ khi sai con mình đến vườn nho. A, B, C mình sẽ chọn cái nào? Dạ, chữ B. Chọn chữ B. Câu 22 đó. Chữ B. Lòng kiên nhẫn và yêu thương của người chủ trong việc tìm kết quả ông muốn có sinh lợi từ vườn nho. Dĩ nhiên mình đầu tư gì hả? Mình đầu tư gì mình cũng muốn có lợi. Không có ai mà khờ hay là ngu đến nỗi mà cứ bỏ tiền vô mà không có lợi. Tôi nhớ hồi sau năm 75, ông cụ tôi thì không biết chú có biết đầu tư gì đâu. Có người bà con kêu đi hùng, mà ban đầu là hùng mua vàng như vậy, hay lâu chị Tùng chừng nào về thì hùng đi buôn bán vàng quá vậy. Mới đầu là hùng đi buôn vàng, có thể là mượn vàng không có bà cụ tôi không cho nên là bày cái màn mà buôn. Hùng đi buôn mà ông cụ tôi đâu có biết đi buôn là cái gì đâu, chỉ kêu đưa vàng, tôi không biết đưa bao nhiêu, đưa vàng để đi buôn quá vậy. Mà thứ nhất là không có thấy vàng ở đâu, mà vốn thì cũng không trả lại. Hello cô Hiệp. Vốn không trả lại đúng không vậy? Vốn không trả lại mà vàng thì không có đâu. Rồi lần thứ hai là cái cũng người đó cũng cũng biết nói sao mà ba tôi lại nghe mới chết. Ông cụ tôi nói là hùng đi buôn bán đường quý vậy. Quý vị biết ở Việt Nam là mua đường thùng đó, cái đường thùng như khoảng 32 kg, 32, 34 kg, thùng bự như nè, nó bự vậy cũng giác cũng nặng lắm à. Thùng đường nó cũng chảo đường nó đổ vô, nó có cái thùng mũ nấu làm sao đó, rồi xong với nó đổ vô cái thùng mũ vậy, gần kẹo rồi nó đổ vô thùng mũ, cái thùng đó mà giác không nổi á, 32, 34 kg rồi. Thì buôn đường mà đưa tiền cái người bà con đó quý vị, thì người bà con nó lấy luôn, không có đường, không có miếng đường để ăn, mà không bán đường được lại không có, mất vốn luôn quý vị. Rồi cuối cùng nó không buôn bán lỗ rồi mất vốn luôn, coi như cái người bà con gạt ông cụ hai lần. Thứ nhất là gạt là mượn đưa vàng để đi buôn vàng, cái thứ hai là mua đường để bị bán đường, cuối cùng mắt trắng vậy. Nghèo rồi và còn bị coi như là anh em bà con gạt lợi dụng buôn bán mắt trắng à. Như vậy thì chúng ta thấy là sau này tôi mới hỏi ông cụ, hỏi vụ mấy anh em nói tại sao cái vụ mà buôn vàng, hùng đi buôn vàng với hùng đi buôn đường, rồi sau đó sao ông cụ không có dám kể. Sau này ông cụ mới tiết lộ. Có nghĩa là người ta mượn vàng mình, mượn tiền mình á, là mình không có cho, nhưng mà người ta bài mưu để người ta nói làm ăn quá vậy, bài mưu để làm ăn, để mình hùng vốn để họ lợi dụng, họ lấy cái vốn á, họ lấy cái đó để mà họ, mà không có đầu tư, làm giả thôi, không có đầu tư, mục đích là nói làm ăn thôi. Cho nên nhiều khi mình tin tưởng những người bà con, cho nên bà con thấy, mình thấy bà con mà anh em mà lừa gạt nhau là mình thấy vãi quá. Thì ở đây là mình làm gì cũng phải có lợi quý vị. Mình làm gì cũng phải có lợi. Đầu tư buôn bán, mở tiệm làm ăn, không có ai dạy gì đầu tư mà không có lợi.
người ta là mua mua một bán năm, mua một bán sáu luôn, có người mua một bán 10 luôn. Cái đó dĩ nhiên là người ta làm người ta phải lời đó, mình không nói. Nhưng nhiều khi mình lời quá thì mình không nói gì, lời mình cắt cổ người ta, mình cho dài cắt cổ thì chuyện đó mình không có, mình quá thì không được, nhưng mà người ta làm ăn mình phải cho người ta lời chứ, mình đâu có nói là tại sao mà lấy quá thì họ lấy quá, để đó là họ quá mức thì cái đó không được, nhưng mà ít nhất cũng phải cho người ta lời chứ, phải không? Thì cái ông chủ này ông trồng nho, ông cho người mấy tôi tới thuê vườn nho, dĩ nhiên ông phải có lời chứ, ông phải có lời, ông phải lấy lợi chứ, ông đâu phải để đất trống, để đất trống. Tại vì ông ở đây Kinh Thánh nói là ông trồng vườn nho là ông rào rồi, ông làm bằng rào rồi là tốn kém đúng không? Tốn kém mà có lò ép rượu làm xây nhà đồ kia có đúng không? Cho nên ông phải có lợi, mình làm gì mình cũng phải có lợi thôi, còn mình không có lợi thì sao mình làm, phải không? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy cái lòng kiên nhẫn của ổng, yêu thương của người chủ trong việc tìm cái kết quả, ổng chờ đợi có kinh xin lợi. Trong câu 23 thì chúng ta thấy Chúa Giêsu đang trích dẫn ở trong câu 42, đoạn 21 câu 42, Chúa nói Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: các ngươi há chưa hề đọc lời Kinh Thánh sao? Cứ thích sao? Trong câu 23 đó, lời chú thích đó ở đâu? Ở đâu trong Kinh Thánh nào? Trong Cựu Ước các cô ấy? Trong Cựu Ước Thi Thiên là mấy? Dạ, Thi Thiên đoạn 118 câu 22 đến câu 23. Bây giờ mở ra Thi Thiên đi, mở ra Thi Thiên 118 đi. Thi Thiên 118 câu 22 còn 3. Hòn đá mà thợ xây lội ra đã trở nên đá góc nhà. Điều ấy là việc Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va, một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi. Okay. Câu 23. Điều ấy là việc của Đức Chúa Trời, một sự lạ lùng trước mặt chúng tôi. Như vậy thì chúng ta thấy Chúa Giêsu tích, chẳng những tích ở trong mà Chúa tích trong, ghi vào Chúa tích ở trong Thi Thiên 18 câu 23, và Chúa nói câu Kinh Thánh này, Chúa tích ở trong câu Kinh Thánh này: hòn đá mà thợ xây đã lội ra đã nên đá góc nhà. Chúa Giêsu đây nói với hình ảnh Chúa Giêsu, hình ảnh con trai của ông chủ. Thì trong Ma-thi-ơ câu 24 đó, phần A đó, câu trích này trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 21 câu 42 nói đến một ai, nói đến cái gì? Nói đến hòn đá. Nói hòn đá, mà ai là hòn đá, hình bóng, hình ảnh, ai là hòn đá? Chúa Giêsu ha. Giêsu. Theo câu trích này, hòn đá này đã bị gì? Đã bị người ta loại ra. Bị loại ra. Xây nhà thì bị loại ra. Nhưng mà đá đó trở thành đá. Trở nên đá góc nhà. Đá thứ nhất là bị loại ra. Bởi gì? Bởi ai? Bởi người xây. Bởi Chúa. Người xây nhà. Chúa ban đầu thì Chúa nói là cái đám ruộng, cái vườn nho là đất á, là dân Israel. Như ông Phaolô nói mà nhà của Đức Chúa Trời và ruộng của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta học á, nhà Đức Chúa Trời và ruộng Đức Chúa Trời, và chúng ta là nhà của Đức Chúa Trời và chúng ta là ruộng của Đức Chúa Trời, cại ha. Nhà Đức Chúa Trời xây. Rồi có một người thợ khéo xây lên. Thế mà phải cẩn thận mình xây cái gì?
mình xây gì trong nước Đức Chúa Trời, trong nhà của Chúa. Rơm rạ, cây cổ, cỏ khô rơm rạ, hay là mình xây vàng bạc bố thạch và những cái điều quý giá. Thì chúng ta thấy thứ nhất là cái người ta lội ra, cái thứ hai người thay trời thợ xây, và thứ ba là đá đó trở thành gì, thành đá góc nhà. Đá góc nhà là cái trở thành quan trọng, trở thành quan trọng. Và Chúa Giêsu, vì vậy cho nên Chúa Giêsu ở dân đoạn 14 câu 6 nói là ta là đường đi, ta là lẽ thật, ta là chân lý, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 12 thì nói chẳng có sự cứu rỗi trong hẳn nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng mà sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu đấy. Mọi người đều phạm tội hết ha, và Chúa Giêsu là đá góc nhà. Người ta lội ra, người ta xây chọn, ai mà rớt trúng điện đá đó cũng phải dập nát. Chúa nói và chúng ta thấy ở đây ở công vụ các sứ đồ đồng 4 đó, và công vụ các sứ đồ đoạn 4, mở ra công vụ các sứ đồ đoạn 4 để quý ông bà xem câu 10 đến câu 11. Thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều biết ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giêsu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên đá gốc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Câu số 10, 12, đồng 4 câu 12, chính xác đồng 4 câu 12. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài, chẳng có người nào có thể ban cho loài người, chẳng có danh nào khác. Như vậy dưới đây tất cả con người lập lên giáo chủ rồi cũng chết, rồi cũng nằm đó, rồi cũng hủy hoại, chỉ có duy nhất là ở trên trời nó chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời mà. Chẳng có danh nào khác ban cho là người để chúng ta phải nhờ đó mình cứu. Ở dưới trời này không có chỗ nào có thể cứu chúng ta được. Cho nên đừng nói là đường nào cũng về La Mã. Chết chắc luôn. Ở dưới thế gian này không có danh nào có thể ban cho chúng ta. Không có tôn giáo nào rồi cũng dạy người làm lành cũng giữ rồi cũng chết. Không cứu được ai. Chỉ nhất là Chúa Giêsu. Từ trời đến giáng thế, Ngài không có ở trần gian này, Ngài ở ngoài trần gian, không gian. Ngài là con Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời hiện hình thân thác, thân xác con người giống như chúng ta, để mà chịu chết cứu chúng ta. Cho nên câu Kinh Thánh này xác nhận trong công vụ chất đồ đồng 4 câu 12, chẳng có sự cứu rỗi trong lớn nào khác. Và trong dân là 14 câu 6, ta là đường đi, ta là thật, ta là sự. Ta với cha là một, ai thấy ta thì thấy cha. Trong Philip thì nói lên câu 2, nói Chúa Giêsu hạ mình xuống, trở thành một tôi tớ, giống như loài người, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết
trên cây thập tự. Cũng vì đó Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất là cao. Amen. Ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời bên dưới đất hết thảy đều quỳ xuống, mọi lưỡi đều tung hô Chúa Giêsu là Chúa, là Đức Chúa Trời. Cái gì thấy không? Chúa xuống làm tôi tớ. Chúa chịu chết trên tay thập tự giá. Xong cái việc của Chúa rồi, sau 3 ngày Chúa phục sinh, Chúa Đức Chúa Trời khiến Ngài từ cái chết sống lại. Ngài thăng thiên, Ngài ở với các môn đồ 40 ngày, Ngài thăng thiên, Ngài ban Đức Thánh Linh đến cho chúng ta. Và Chúa Kinh Thánh nói vậy: Chúa làm tất cả mọi sự vâng phục Đức Chúa Cha, chết trên cây thập tự. Cho nên Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất là cao, đem cho Chúa trở thành cái địa vị ban đầu. Ban đầu Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa xuống thế gian là Chúa là ngôi hai, Chúa là mang thân xác con người. 100% là thân xác con người giống như chúng ta, nhưng mà không hề phạm tội. Không? Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Nhân tánh là thần tánh. Nhưng mà khi Chúa từ bỏ empty, Chúa trở nên giống như loài người để mà vâng phục Đức Chúa Trời, để mà làm xong cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ Cha đã giao. Chúa nói Cha đã giao cho ta sẽ làm xong công tác đã giao, Cha đã giao. Cho nên Ngài Đức Chúa Trời đem Chúa Giêsu lên rất là cao, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, và cho Ngài sẽ xét xử nhân loại trong cải quyền á. Cuối cùng, phần cuối, Chúa nói đến Ngài phán xét, Chúa Giêsu sẽ cái tòa án trắng, Ngài ngồi trên ngôi cao sang để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Chúa cũng sẽ từ đám mây mà giáng xuống, giáng lâm thì đón người chết ở trong Chúa được sống lại, trước nhất được biến hóa, rồi kế đó đến chúng ta. Cho nên quý ông bạn thì em thấy amazing á, wow, mình tin một đấng là con đường chân lý, là đấng cứu rỗi. Chúa Giêsu nói rằng 3:16 là đức tin con Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến đổi ra 3:1 cái ngày, hầu cho hễ ai tin Chúa Giêsu con ấy không bị hư mất và được sự sống đời đời. Quý vị thấy ở đây một cái địa vị mà ông Phi-e-rơ cũng nói là Chúa là hòn đá bị người thợ xây, bị người ta bỏ ra, nó trở nên trên rất là quan trọng. Câu 25 á, và người đó là ai? Chính là Chúa Giêsu. Ok, ghi vô Chúa Giêsu. Cho nên Chúa chọn chúng ta là dân tộc, không phải là dân Do Thái với dân bạn chị em. Cho nên đó mình phải cảm ơn Chúa, tạ ơn, đội ơn Chúa đó. Mình nhìn lại mình thấy mình tin Chúa được phước quá chừng, không? Cuộc đời mình nửa đời người, mình thấy mình tin Chúa phước quá chứ. Nếu mà ai được phước xin cho tìm, thả tìm, mình thấy sung sướng vô cùng. Mình là một con cái của Chúa, mình thấy những người thế gian mặc dù họ có của này kia, tài sản này kia, có thể nhiều khi họ giàu hơn mình, nhưng mà chưa chắc gì họ có hạnh phúc, họ có phước cho mình. Cho nên mình làm con của Thượng Đế, làm con của Cha trên trời, Chúa chọn quý ông bà anh chị em, Chúa chọn tôi quý ông bà anh chị em để mà một trở nên một cái dân để làm lợi cho Chúa, dân được làm có kết quả cho Đức Chúa Trời. Cho nên ở dưới trần gian này quý ông bà anh chị em, Chúa đặt để mình, khi mình tin Chúa không phải làm chỉ sống cho mình, mà Chúa tin Chúa mình, Chúa bảo mình đi ra để rao giảng tin lành, cứu tội nhân, đặc biệt là cứu những người thân của mình. Tại vì Chúa nói là một người tin cả nhà được cứu, mà cái đó là cái trách nhiệm lớn lao của tôi với ông bà anh chị em. Lớn lao sao? Là Chúa kêu mình phải cứu anh em mình,
Chúa đâu một người tin cả nhà được cứu mà. Mà tôi tin cái câu bình thánh đó. Ông cọt này. Thì một người tin cả nhà được cứu thì quý vị biết rồi. Không phải là mình tin rồi anh em mình được cứu đâu. Không phải. Ý nói là mình tin. Mình phải đi làm chứng cho anh em mình. Hãy làm chứng cho anh em ta có người bị quỷ ám ở trong mồ mả. Dở sống dở chết rồi. Chúa đến, Chúa cứu. Chúa giải phóng ổng ra khỏi ma quỷ. Thì cả 2000 con heo ma quỷ nó dập vô bầy heo nhảy xuống biển. Thì cái anh này anh nói thôi giờ con muốn theo Chúa, giờ ảnh tỉnh táo rồi, muốn theo Chúa, con muốn đi theo Chúa, hầu Chúa. Thì Chúa không cho con người anh em lại đó, thôi giờ Chúa, thôi giờ Chúa chia tài sản cho tôi đi. Chúa đâu có quyền để mà chia phân chia tài sản, mà ổng nói ổng không chia tài sản với anh em không được rồi. Giờ ông lại ông kêu Chúa thôi, Chúa giờ Chúa được làm người để chia tài sản đi. Chúa nói hãy theo ta. Cái chết chôn cái chết. Ông nói thôi để ông về ông chôn cha ông trước đã. Chúa nói để cái chết chôn cái chết, còn ngươi hãy theo ta. Nhưng mà ông lại không theo. Còn ông này bị quỷ ám xong rồi ông muốn theo Chúa gì. Ông muốn hầu Chúa, Chúa không cho. Chúa nói hãy về nhà ngươi, thật lại những điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Thì cái anh chàng này bị quỷ ám này, ông về, ông đồn ra khắp nơi, dùng đó. Nhiều người họ tin, họ thấy làm lạ vô cùng. Cho nên, ý nói một người tin đã nhà được cứu vậy, mình phải làm chứng cho con cái, vợ con mình, người thân mình, Chúa, đó là cái trách nhiệm của mình trước. Rồi sau đó mình mới rao giảng tin lành cho bạn bè, và giống như ông Noe vậy đó, ông giảng đạo, ông cứu gia đình mình. Mặc dù ông có kết quả, giảng đạo cả 5 năm kết quả, nhưng mà gia đình ông được cứu. Rồi, cho nên Chúa Giêsu đến là Chúa là do là hòn đá bị người ta lội ra, nhưng mà trở nên là đạo giảng. Ai mà, và Chúa nói Chúa chọn mình, Chúa chọn một dân tộc khác, cảm ơn Chúa vô cùng. Rồi, câu 26. Dầu ngày nay đá góc nhà thường được dùng như vật trang trí hay là kỷ niệm trong tòa nhà. Trong thời Chúa Giêsu vốn là những đá đầu tiên được đặt xuống khi xây nhà. Mọi thứ khác đều được tích toán từ điểm đó. Do đó là hòn đá quan trọng nhất trong tòa nhà. Giống như mà ngày hôm nay là mình không có dùng là đặt viên đá đầu tiên. Mình... người thế gian thì nó họ động thổ, nhưng mà mình Chúa mình không có nói mình động thổ đó, từ của thế gian mình đặt viên đá đầu tiên để mà xây lên cái tòa nhà. Nói đặt viên đá đầu tiên thì đúng hơn, nhưng mà nói động thổ đâu gì cả. Thì mình thấy là thường thường mấy cái công ty mà muốn xây gì là họ đến cầm sẻng đội nón cầm sẻng đặt viên đá. Đó là cách để họ muốn bắt đầu từ đó làm cái lễ cầu nguyện, là lễ khai trương hay là xây dựng. Thì ở đây ý nói những cái viên đá đó là viên đá đầu tiên rất quan trọng. Mình làm gì mình cũng khởi đầu, cái quan trọng cái đầu tiên. Mình phải có một cái bước đầu tiên rồi mình mới tiếp tục bước thứ hai, thứ ba, đúng không? Gọi là step by step. Như vậy đặt câu hỏi là ai đã lội viên đá ra? Ai? Câu 27. Ai đã lội viên đá ra? Những người thợ xây là người tượng trưng cho những ai? Cho lãnh đạo người Do Thái. Lãnh đạo Do Thái là những người thợ xây. Chúa giao cho họ cái trách nhiệm để họ giữ đạo, họ rao giảng đạo của Chúa. Họ đem giết Chúa với em bà anh chị. Giết đấng Messi, giết con Đức Chúa Trời. Coi như mình là cúp cổ. No. Giết người cúp cổ. Cái từ Việt Nam giờ là coi như là giết người cúp cổ, cô Bích ha. Đúng không? Quý vị thấy giết người cúp cổ. Gọi là giết người cúp cổ đó. Là ăn cướp. À, đó là ăn cướp.
Quý vị biết sau 75 năm, sau 75 quý vị, tôi lên, khi lúc tôi lên Sài Gòn, lúc đó tôi 15, 16 tuổi lên Sài Gòn. Tôi học mai tôi mới biết là ở Nguyễn Trãi, rồi đến tới Đường Liên Tỉnh gì cũng được. Thì lúc mà tôi chưa lên Sài Gòn, tôi lên Sài Gòn thăm anh tôi đó, thì anh Châu Hồng Sơn đó, anh có tiệm mai ở quận 5 quý vị, gần cái chỗ mà pin con ó đó, xuống đi xuống một đường Nguyễn Trãi một chiều đi về Sài Gòn, có một cái đường đi ngược, đi ngược về Chợ Lớn cái gì, cái gì biết đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi một chiều, hình như 5 năm hay gì, 5 năm hay gì á, thì mướn cái nhà đó cái gì, thì cái nhà đó có người Hoa, thì mấy anh ở trong, mấy anh Bắc Việt đi vô cái gì chiếm mấy người, đuổi mấy người ta đi kinh cái thế mới quý vị, đuổi người ta đi kinh mới để mà chiếm nhà, thì có bà cụ đó bà không chịu ra quý vị, bà cụ đó không chịu ra, rồi cuối cùng họ vô họ chiếm nhà họ ở luôn. Rồi với bà đó bà nghe kể lại á, nghe hàng xóm kể lại á, thì bà thắt cổ tự tử trong cái toilet đó quý vị. Cho nên ông anh tôi đó, mỗi tối là ông cầu nguyện, ông nói tối tối cũng có ma, là tôi cũng gùng gợn lắm hả. Mà cái ông đó sau này bị xe cán quý vị, ông Bắc Việt đó sau này bị xe cán cục cái giò chiếm nhà rồi ép người ta coi như là cho người ta đi kinh tế mới đó. Ủa, chiếm nhà toàn mặt tiền không quý vị, nhà mặt tiền không. Thời đó là tháng là thuê là chỉ vàng quý vị, chỉ vàng thôi thời đó lớn lắm. Chỉ vàng để làm có khúc à, có mấy thước để làm tiệm mai thôi. Quý vị thấy là coi như là thấy mấy cái nhà mặt tiền lại giờ toàn là người Bắc họ chiếm dụng á, họ vô họ chiếm, họ bắt dân đi kinh tế mới đẩy ra để họ rồi là cướp cửa. Thay tội cái đó là tôi chứng kiến luôn, tôi chứng kiến là người ta kể lại, tại vì cái nơi đó là ông anh tôi bướng mà mình thấy ở đây là vậy, các thầy tế lễ coi như là thấy Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, để họ giết thì khi mà Chúa nói trong đoạn Kinh Thánh mà bây giờ đoạn 21 này là họ biết Chúa nói họ, nên họ tìm cách rồi bắt Chúa, họ sợ người ta tôn Chúa Giêsu là đấng tiên tri. Ở đây là những người đó, là những người thợ xây, là những người Do Thái, là những người Do Thái, những người thợ là những người Do Thái, những lãnh đạo, những người tượng trưng cho những người lãnh đạo nha quý vị, lãnh đạo Do Thái. Rồi câu 28 nói gì? Vậy là mình biết là Chúa Giêsu là hòn đá bị người ta lợi ra ha, đất người Do Thái họ xây muốn lội Chúa ra, không có cho Chúa, mà khi mà lội ra thì Chúa là đấng, Chúa là quan trọng, Chúa hòn đá, hình ảnh là Chúa Giêsu là hòn đá lội ra, nhưng mà cuối cùng là trở nên đá góc nhà. Rồi câu Kinh Thánh Chúa Giêsu trích dẫn Maria đoạn 21 câu 42. Chúa Giêsu phán cùng họ rằng các ngươi há chưa hề đọc lời trong Kinh Thánh, hòn đá đã bị người ta bỏ ra trở nên đá góc nhà, ấy là việc Chúa làm và là một sự lạ trước mặt chúng ta. Ở đâu ở trong Cựu Ước chép ở trong Kinh Thánh này câu Bích, câu 28 đó, ở đâu? Thi Thiên đoạn 22 câu 23, 22 đến 23. Thi Thiên đoạn 22. Trở lại Thi Thiên. Thi Thiên 22. Thi Thiên 22. Thi Thiên 22 câu 23.
Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Gia-cốp, khá tôn vinh Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Israel, hãy kính sợ Ngài. Đoạn 22 câu 23, đúng rồi. Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen Ngài. Ở các hết thảy dòng dõi Gia-cốp, khá tôn tại Ngài. Hỡi hết thảy dòng dõi Israel, hãy kính sợ Ngài. Như vậy đó, ở trong thi thiên, như vậy còn được trích ở nơi nào khác ở trong Tân Ước không? Trong nhiều các sứ đồ đoạn 4 câu 11. Nhiều các sứ đồ đoạn 4 câu 11 mình đọc rồi đúng không? Câu 11 nói là Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà đã ra rồi trở nên đá dốt nhà. Như vậy vị sứ đồ trích câu này là tên là vị sứ đồ đó là sứ thiếu đồ nào? Phi-e-rơ. Ai là hòn đá trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 42? Ai? Chúa Giê-xu. Ok. Việc gì xảy đến cho hòn đá đó? Bị bỏ ra. Bỏ ra. Đá đó trở nên đá gì? Đá góc nhà. À, bây giờ bỏ ra. Đá đó trở nên rất quan trọng cái gì? Rất quan trọng. Những thầy tế lễ cả và người Pharisee biết Chúa Giê-xu đang nói về chính Ngài và điều xảy ra cho họ nếu mà họ khước từ ơn cứu rỗi đã ban cho. Thì đọc Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 44. 21 câu 44 là câu 43 44: kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rớt nhầm thì sẽ tan thành như bụi. Rơi trên hòn đá đó là sao? Câu 29 đó, nếu mà rơi trên hòn đá đó thì bị sao? Bị dập nát. Đá rơi mà không dập sao được? Ở trên cao mà rơi xuống là tiêu luôn. Đang xây nhà mà nó rớt đá cũng lỗ đầu phải không? Cho nên quý vị thấy người ta xây nhà, người ta luôn luôn tẩm đeo cái nón bảo hộ quý vị, cái helmet á, đi công trình đồ đó quý vị phải đeo nón đó quý vị. Nên anh chạy xe mô tô xe cộ là bắt buộc phải đeo nó. Xe đạp mình ở đây người ta cũng bắt mình đeo nó, đeo nó. Nguy hiểm đó, là té chấn thương nhỏ não chết mà. Mà này cục đá nó rớt đầu giờ chịu nổi. Ta nói trồng sầu riêng là sầu riêng, nghe nói sầu riêng nó rụng ban đêm, nó rụng ban ngày. Nghe nói vậy không biết có. Sầu riêng mà ở trên cây mà nó rớt xuống đầu chắc chết quá. Trồng dừa quý vị, trồng dừa mà nhiều người giật dừa, có cái cây đưa lên giật, không biết giật nó tốt, nó chạy theo cái tàu lá dừa rớt xuống đầu chết luôn, nguy hiểm lắm. Cho nên ở dừa phải mánh lới quý vị. Mánh lới có nghĩa là mình giật dừa mình làm cái gì mình cũng phải có ý tứ. Còn nếu mà mình có ý tứ mình chết quang, người ta gủa mình, nói sao mà ngu quá, sao dại quá, về chuyện vậy cũng làm cũng xong, cũng để cho chết vậy thì đời nó rủa. Cho nên mình làm gì mình cũng phải có ý tứ, vậy mình phải cẩn thận, nói chung cẩn thận mình chu toàn. Cho nên người Mỹ họ làm gì họ cũng buộc dây rồi họ leo lên cao lên cây, họ có dây rồi kia. Còn mình thì khi mình coi rẻ cái mạng sống á, không được, mình phải kỹ. Rồi ở đây mà hòn đá mà nó rớt xuống là tiêu luôn á, tiêu luôn phải không? Vì thấy nhiều chiếc xe ở Việt Nam á, đi tôi nghe mấy chiếc xe mà đi lên chùa đầu, đi lên đó cúng á, tại vì chùa nó làm tên núi á, đi lên đó với tới chừng đi về vậy, trời mưa ở trên mấy hòn đá đâu ở đâu là nắng á, hòn đá nó rớt xuống như vậy, rớt xuống chiếc xe ven 5-7 chỗ người rớt xuống nó dập nát bánh xe là chết trong đó luôn. Coi như là núi nó lở á,
núi lở tảng lá bự rớt xuống, đang chạy không biết sao nó không rớt đến đâu mà nó rớt xuống chiếc xe đó. Quý vị tôi có đọc cái tin tức đó, thì chắc 1-2 năm vậy, rớt xuống tiêu nhẹ dẹp chiếc xe luôn, đá trên cao mà lăn xuống nó bị chài quá vậy. Thì đây đánh nói ai mà bị cái hòn đá mà rơi rớt xuống thì dập nát. Mà cái việc gì xảy đến cho hòn đá đó, câu phần đi đó 28 đâu, câu điều gì sẽ xảy đến cho người bị hòn đá ấy rớt nhầm, 29 câu bi á, họ sẽ bị dập nát, bị tan tành như bụi. Bị tan tành như bụi. Hello anh hai, anh không bị tan, bị tan tành như bụi. Wow, ai mà gặp rớt hòn đá đó thì nó bị tan tành như bụi. Quý vị thấy có ai mà chống đạo Chúa mà được tồn tại đâu? Quý vị thấy không? Thời từ thời Chúa Giêsu tới giờ mà ai mà chống đạo Chúa không có tồn tại. Tất cả vua Chúa trên đời này chống đạo Chúa không có tồn tại. Quý vị. Chúa nói là Ngài mở thì không ai đóng được, mà Ngài đóng thì không ai mở được. Quý vị thấy? Cho nên có chỗ Kinh Thánh có nói ai mà chống đấu với Chúa như đá chân vào mũi nhọn. Dạ dạ dạ, không vô lo đó. Nhiều khi mình chống Chúa, chống Hội Thánh, mình gây mình phá hoại Hội Thánh Chúa, Chúa không để mấy người đó. Từ khi họ năng thì Chúa tha thứ, chứ mà chống mà phá hoại Hội Thánh đó là, còn Chúa Giêsu còn nói mà phạm thượng với Đức Thánh Linh. Không được Đức Thánh Linh này, đời này và đời sau không được tha thứ chứ quý vị. Chúa nói phạm thượng với Chúa Giêsu này, Chúa còn ân huệ, Chúa còn tha chứ. Phạm thượng Đức Thánh Linh đời này và đời sau cũng không được tha thứ đâu chứ quý vị, ông bà cha. Cho nên đừng nói phạm thượng, nói chung. Cho nên mình thấy ở đây á, cái câu Kinh Thánh nói là thứ nhất là họ bị dập nát, rơi xuống thì bị dập nát, mà họ bị tan tành tro bụi luôn. Có những cái phim trưởng Hồng Kông thường thường hồi mới qua thì không có, chưa đi học, không biết làm gì, đi qua Mỹ mà qua Mỹ giống hình lĩnh vậy. Ngày hôm nay đi qua Mỹ ở đi vòng mệt quá, chưa có công ăn việc vàng này, chưa có gì buồn đó, chán. Cái bắt đầu con phim trưởng cái gì, con phim Hồng Kông hồi xưa, Hồng Kông anh đó hay lắm. Thì coi phim Hồng Kông thì thường thường nói là mày mà cà chớn hả, tao quá mày ra trò luôn. Có những cái câu nói sợ quá mày ra trò luôn, ba mẹ mày nhìn rồi mày không ra đâu. Có vậy mà có phim trưởng nó nói là tao phải quá mày ra trò, mà đã ra trò rồi làm sao mà cha mẹ nhìn ra được, phải không? Quá mày ra trò có nghĩa là mày giết mày đốt mày luôn á, mày thành trò luôn mà cha mẹ mình không nhìn thấy mày luôn. Đó, những cái tuồng cải lương hay là những cái phim trưởng Hồng Kông thường thường họ dùng từ đó. Thì ở đây quý vị và chị em mà Chúa mới nói mà ai mà đụng đến cái hòn đá đó mà hòn đá nó rớt trúng á, thứ nhất là dập nát, thứ hai là tan tành tro bụi luôn. Quý vị thấy kinh không? Tan tành tro bụi. Nói một cách khác là những người mà loại bỏ cái hòn đá, loại bỏ Chúa Giêsu á, sẽ giống như những người không chịu giao cho người chủ cái phần trái của ông trong cái ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói là ẩn dụ vườn nho đó quý vị. Vì đã chối bỏ con của Ngài, Chúa sai đầy tớ đến thì nó nói mà giết đầy tớ. Chúa sai đầy tớ khác, ông chủ sai đầy tớ nữa, thứ hai nó cũng đến giết luôn. Đến kỳ thứ ba ông chủ sai con một của Ngài cho hai con chủ đến, trưởng nó là nó nghe nó sợ vậy, nó nói nó con chủ là hưởng ta tài đó, hè nhau nó giết luôn, chối bỏ con Ngài hết thảy, họ đều bị sẽ bị gì? Chúa hỏi lại cái câu 40 á, vậy khi người chủ vườn nho đến thì nó làm gì? Chủ sẽ làm gì? Chủ chá
tiêu diệt, tiêu diệt kẻ thê dựng nho đúng không? Covid đồng ý không? Sẽ bị tiêu diệt vườn nho và lấy cái vườn nho đó lại cho người khác mướn, thề thề mình cố gắng đã học hết mấy câu nữa luôn nha. Ok rồi, câu 30. Câu nào ở trong phía thứ nhất, bây giờ thứ nhì chứ Fear 2 trích từ Thi Thiên 118. Câu mấy? Câu 7. Câu thứ 7. Câu số 8 nói về hòn đá đã khiến cho con người làm gì? Bị gì? Dấp giáp và sa ngã, và là đá lớn khiến cho họ sa ngã dấp ngã. Chúa nói Chúa đến chia con trai với con gái, kia người người già với con rể, phải không? Chia ra. Tại đạo của Chúa đâu có mình đâu có hòa đồng tôn giáo được quý vị. Ngày hôm nay có như mục sư đi làm cộng đồng này kia, nó hòa đồng tôn giáo tào lão. Đạo Chúa không có hòa đồng tôn giáo, không có mà thờ Chúa rồi đi mà cúng nhang đèn ăn làm đám giỗ được. Chúa nói là Chúa là chân thần mà trước mặt ta như cớ có khác là thằng khác, mình không có hòa đồng tôn giáo được. Mình không có phải là thờ Chúa rồi thờ giống như người Cao Đại, coi như là có ông Giê-xu nữa. Hôm lần trước rồi đó, trong thất có ông Giê-xu nữa, nó thờ ông này cũng được, bắt ông kia thì sao, nó sợ thờ không thần cũng không biết nữa. Đạo Chúa không có, Chúa Giê-xu không có hòa đồng tôn giáo được, cái gì hòa đồng được, chân thần mà. Chúa nói rõ ràng tin con được sự sống đời đời, không tin Chúa là con ở địa ngục đời đời thôi, chọn thiên đàng hay địa ngục thôi, chỉ có một con đường thôi, là đường đi lẽ thật thì sự sống, và chẳng có sự cứu rỗi nào trong đấng nào khác. Mình không có hòa đồng tôn giáo, mình không có cần đông, không cần nên Chúa cho đông rồi làm đám giỗ rồi thì kia, rồi có nhang đèn thì kia, có bàn thờ, không có, không có hòa đồng tôn giáo. Mình thờ Chúa chân thật rõ ràng, không như các tôn giáo khác thôi mà muốn cho nó đông phải thờ cũng ông bà cho đúng cái hợp với cái culture, cái truyền thống dân tộc. Không có, một là Chúa hay là ma môn, một là Chúa hay là tạo thần thôi, chứ không có Chúa khi mình chọn. Chúa nói với ông Mô-xe cái gì, nói Mô-xe trong Phục Truyền Luật Ký đoạn 8 á, khi mà hãy nhớ lại con đường nơi đồng vắng mà người đi qua đến Chúa Trời để dẫn người đi trong 40 năm ở trong sa mạc đó. Trong sa mạc. Rồi khi mà con người mà đi ngang qua sông Giô-đan đó, mà rồi Chúa nhắc họ là phải mà thờ phượng Chúa, biết ơn Chúa. Còn nếu mà mình nói mình tự tay mình làm lên thì bằng tay làm lên tất cả giống như cộng sản đó, thì là Chúa nói là các ngươi sẽ bị diệt bắt giống như các dân tộc khác mà Chúa diệt trước mặt các ngươi. Đó là cái thách thức mà nếu mà ngươi thờ những thần khác thì Chúa sẽ diệt. Bởi vì biết là dân Israel là dân phản loạn mà, đi vô đồng vắng thì bắt đầu thấy dân tộc khác, thấy ông Mô-xe đi lên núi lâu quá, ông xuống bắt đi gom vàng lại làm con bò vàng thờ lại. Mô-xe ông xuống ông bực quá, ông mới đập bản luật pháp, cho nên Chúa mới giận ông, mới không cho ông vào đất hứa. Thì chúng ta thấy đó, tới thời đời Giô-xê đoạn 24, Giô-xê nói ta và nhà ta sẽ
phục vụ Đức Chúa Trời. Các người muốn chọn ai thì tôi chọn, chọn các thằng bên kia xong, thằng Egypto, mà ông nói ta và nhà ta sẽ phục vụ Đức Chúa Trời và anh em. Chỉ mình chỉ thờ độc thần duy nhất. Chúa Giêsu nói là trước mặt ta như chớ có các thần khác. Đừng có nói là hòa đồng tôn giáo, hòa đồng tôn giáo tào lao. Theo Chúa là theo Chúa, chứ không có hòa đồng tôn giáo gì, không có đi hè hai hàng. Hai hàng sẽ diệt mất. Chúa quả quyết rằng tin Chúa thì ân điển ha, thì sự cứu rỗi. Vậy ân điển anh em được cứu bởi đức tin thôi, mình đâu cần làm gì đâu, chỉ lòng biết mở ra tiếp nhận Chúa là mình được cứu. Ngươi và cả nhà ngươi được cứu ha. Trong cái bài 6A quyển 4 thì chúng ta thấy nghiên cứu những cái tảng đá gây vấp ngã là điều đời khi khiến cơ đốc nhân vấp ngã. Tín hữu không được trách cớ gây vấp phạm duy nhất nào trong câu 31. Câu 31 trả lời sao cô Bích? Làm chứng cho Chúa Giêsu. Ok. Làm chứng cho Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là con Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời giao cho Chúa Giêsu cái chuyện đến thế gian này để cứu dân mình ra khỏi tội. Nhưng mà dân Do Thái từ chối, cho nên Chúa mới quay qua cứu một dân tộc khác trong Ma-thi-ơ đoạn 21 câu 43. Ngài chọn một dân tộc khác. Và dân tộc đó Chúa cắt khỏi dân Israel và cho một dân khác. Dân đó có kết quả là chúng ta. Chúng ta đâu phải là dân Do Thái đâu, dân lời hứa gì đó, mình là dân ngoại, nhưng mà Chúa chọn, Chúa chọn mình. Đó là một cái đặc ân rất là lớn. Rồi một câu kinh thánh nữa trong câu 32, phản ứng của người đến với Chúa Giêsu. Như vậy cái trách nhiệm của mình là rao giảng tin lành, rao giảng Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu là chân lý, là đường đi, và ai cũng phạm tội. Roma nói mà thì Roma nói thì công tội lỗi là sự chết. Rồi mọi người đều phạm tội và trước mắt sự vinh hiển Chúa, mà Chúa đã đến trong thế gian để cứu kẻ có tội, cứu mình. Mà mình tin Chúa thì mình trở nên con cái Đức Chúa Trời, được kế tự. Trong Ephesos nói là Chúa đổ cho mình đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, phải không? Là Chúa cho mình kế tự, kêu Ngài bằng Abba Cha, ban cho mình kế tự, đã không? Sướng không? Vậy thì chú ý ông bà anh chị em, chúng ta thấy mình phải rao giảng tin lành. Mình rao giảng tin lành Chúa Giêsu là hòn đá, Chúa Giêsu là sự cứu rỗi, Chúa là trên đường đi. Chúa Giêsu ở thế gian này không có một cái tôn giáo nào có thể cứu người ngoài Chúa Giêsu, là đấng từ trời xuống. Vì vậy cho nên con của Đức Chúa Trời bày tỏ tấm lòng thật sự ra sao, nó cũng quyết định là tương lai người đó khi mà Chúa Giêsu còn là hài nhi. Simon báo trước cuộc đời Ngài sẽ đem lại nhiều kết quả khác nhau. Trong Luca đoạn 2 câu 34 đến câu 35, Simon nói để Chúa Giêsu đã được định để gây ra. Gây ra sự gì? Dấp ngã. Và dấy lên. Và dấy lên. Của nhiều người. Thế mình đọc một câu kinh thánh nữa đi ha. Trong Mát Luca đoạn 2 đi. Simon, ông Simon nói gì? Đoạn 2 câu 34. 34 nè. Simon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, nói với Mary mẹ con trẻ rằng đây là con trẻ này đã định làm một cớ cho người Israel dấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một giấy ghi lên sự cãi là trả. Còn phần người có một thanh gươm sẽ đâm thấu người lòng người ấy, vậy từ trong lòng người sẽ được bày tỏ. Ok. Thì ai đụng đó sẽ bị rớt trúng đầu, bị dập nát mà tan tành, đã thành tro bụi luôn, không? Nên mình thấy trong bao nhiêu thế kỷ, 2000 năm, có ai mà đụng đến đạo Chúa mà còn tồn tại đâu quý vị. Cuối cùng bắt bớ đạo Chúa rồi cái xã hội đó, cái quốc gia đó cũng tiêu tan.
để Bát Đa Mã rồi cũng tiêu, không có gì tồn tại cả. Rồi còn một cái hai câu nữa thôi để mình chấm dứt, là câu 33, vị sứ đồ nào nói rằng Chúa Giêsu là hòn đá? Câu 33. Ông Phi Rơ ghi vô, ông Phi Rơ. Này là lời giảng của ông nha. Xin nêu tên, sách và đoạn trong Tân Ước cho mỗi câu nói đến Chúa Giêsu là hòn đá. Trong vụ các sứ đồ đoạn 4. Phi Rơ thứ mấy? Thứ nhất, đoạn 2. Matthew đoạn 2. Ok, nắm giữ ha. Ghi vô. Câu nào trong Cựu Ước nói tiên tri rằng Đấng Christ sẽ là hòn đá bị lội ra? Thi Thiên thứ mấy? Thiên 118, câu 22 đến 23. Ok. Rồi một câu cuối cùng. Người lội bỏ Chúa Giêsu sẽ lãnh hậu quả như thế nào? Người này sẽ bị tiêu diệt. Bị tiêu diệt nha quý vị. Chống Chúa Giêsu là mình sẽ bị tiêu diệt. Cho nên những cái quốc gia nào mà vô thần mà chống Chúa Giêsu là bị diệt vong. Rồi bị diệt vong rồi. Cái gì thấy trong thi thiên thứ nhất ha. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, xong ngồi của kẻ nhỏ bán. Thông thứ ba, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp Đức Giê-hô-va mà suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy giống như cây trồng gần dòng nước, xanh bông trái theo thời tiết, lá nó chẳng tàn héo, mọi việc người làm đều được thành vượng. Còn kẻ ác chẳng như vậy đâu, phải không? Nhưng chúng nó làm gì? Khác nào rơm rác gió thổi, bay đi. Bởi cứ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình nha quý vị. Thì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, xong đường kẻ ác là làm gì? Bị diệt trong thôi. Kẻ ác sẽ bị diệt trong. Và những người nào mà ác đến ngày Chúa như vậy, Chúa chia chiên với dê ra, đến ngày phán xét quý vị, đến ngày phán xét trời cuối cùng. Giờ mình thấy bất công phải không? Làm gì cũng phát xã hội bất công. Nên tới ngày Chúa trả lại, Chúa là quan án công bình, Chúa là ở trên tòa án thánh khiết cao sang, vinh hiển. Ngài sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Kẻ ác sẽ bị diệt vong và những người nào không tin Chúa cũng sẽ bị diệt vong nha quý ông bà anh chị em. Cho nên buổi tối hôm nay tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy đến với Chúa, nếu ai chưa có mời Chúa Giêsu vào trong tấm lòng của mình. Tôi khuyên quý ông bà anh chị em, nãy giờ tôi đã trình bày cho quý vị, Chúa Giêsu là hòn đá bị các thầy tế lễ dân Do Thái lội ra, trở nên đá gốc nhà. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là đường đi. Trong tôi xin lặp lại để kết thúc ở trong văn 14 câu 6. Ta là đường đi, ta là lẽ thật, ta là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Vậy công vụ các phi lò đồng 4 câu 12 đó là chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Thế gian này quý vị thấy biết bao nhiêu là tôn giáo trên đời này, rồi họ cũng chết, giáo chủ rồi cũng chết, không có ai còn sống hết. Ông Phật thì cũng còn có xương thôi, nhưng mà xa lời ấy, quý vị nói chùa nào cũng còn có xương của Phật ấy. Mà chùa nào cũng dành có xương Phật thì xương Phật chắc cũng có bao nhiêu tấn mấy chùa Thái Lan này, chùa China, chùa Việt Nam ấy. Cho nên người ta tự hào về xương của ông Phật. Nhưng mà Chúa Giêsu là ngôi mộ trống, Ngài đến trong thời gian Ngài chịu chết thế cho nhân loại. Sau 3 ngày Đức Chúa Trời làm cho Ngài sống lại. Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Chúa nói ai tin con này được sự sống, ai tin Chúa Giêsu được sự sống này lại. Và một người tin thì cả nhà được cứu nha quý vị. Quý vị tin Chúa Giêsu, quý vị không có mắc mát gì cả, quý vị cũng sống bình thường, nhưng mà Chúa, quý vị được sự sống đời đời. Lời của Chúa nói là tin con thì được sự sống đời đời. Và ai không tin đó, Chúa Giêsu thì đã định tội rồi nhớ quý vị vậy, đã định tội rồi. Mình không tin đó, mình cũng đã định tội rồi, định tội trước rồi. Mà tin con thì được sự sống,
đời đời, giờ cái gì chọn con đường nào? Chọn sự sống đời đời hay chọn ở địa ngục đời đời hay là bị diệt, diệt mất đời đời? Cho nên Roma nói gì? Tiền công tội lỗi là sự chết. Vì mỗi người đều phạm tội trên đời này, không có ai mà vô tội, chỉ có Chúa Giêsu từ trời đến. Ngài chẳng có sự cứu rỗi đông đánh nào khác mà, ở dưới trời mà, chỉ có danh Chúa Giêsu. Thì chúng ta thấy là Chúa nói người làm lành cũng không có người làm lành, không có dẫu người một người cũng không là trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta giống như là một cái áo nhớp. Tổ phụ chúng ta phạm tội ô nhiễm rồi, không có ai là làm lành dẫu một người, tìm người cũng có. Mà tin Chúa Giêsu đấng thánh, đấng ấy là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa, mọi đầu gối trên trời dưới đất đều quỳ xuống tôn hô Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, ngày đến mang con ngát con người để cứu gọi chúng ta, chết cho chúng ta, sống cho chúng ta. Và buổi tối hôm nay, nếu quý ông bà anh chị em mà bằng lòng đến với Chúa Giêsu, đến với Chúa Giêsu phải quý vị đến để mà tin Chúa, tin lành được cứu. Nhưng mà quý vị tin Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi quý vị tin Chúa, quý vị sẽ được sự sống đời đời. Kinh Thánh nói rõ, tin con thì được sự sống đời đời. Và Chúa nói miệng quý vị sinh ra, lòng quý vị tiếp nhận, quý vị trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúa biến quý vị trở nên con cái của Chúa, Đức Thánh Linh vào trong tấm lòng quý vị. Xin quý vị đến với Chúa cầu nguyện, tôi hướng dẫn quý vị và điều trước khi quý vị làm con cái của Chúa. Lạy của Chúa, chúng con cảm ơn Ngài vì lời giải bài chân lý của Chúa buổi tối hôm nay về người thê dựng nho. Chúng con biết Chúa Giêsu là hòn đá bị lội do Giáo Thái lội ra trở nên đá góc nhà, và Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi, là con Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời thành người đến trong thế gian để chịu chết thay cho con. Con muốn mời Chúa Giêsu ngự vào tấm lòng con buổi tối hôm nay, nên Chúa tha tội con và biết con trở nên con cái của Đức Chúa Trời, và ghi tên con vào trong sách sự sống của Ngài. Xin Chúa ban Đức Thánh Linh trong thời gian này cho những ai đã mời Chúa Giêsu vào lòng, và xin Chúa ngài đầy dạy lòng của chúng con, ban cho chúng con một đời sống hạnh phúc phước hạnh, hướng dẫn cuộc đời con đi với chúng con cho đến khi Chúa Giêsu trả lại đón chúng con về với Ngài ở trên nước thiên đàng, được sống bên Chúa Giêsu đời đời như lời Ngài đã phán: ta lượt đi, ta lại là thật, ta là sự sống, chẳng bởi ta là Chúa Giêsu không ai được đến cầu Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Ngài, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Xin chúc mừng quý vị. Quý vị đã đọc lời cầu nguyện tôi vừa hướng dẫn quý vị. Quý vị chúc mừng quý vị trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Quý vị được sự sống đời đời, và quý vị có thể liên hệ đến các hội thánh Tin Lành để quý vị thờ phượng Chúa, cũng như quý vị biết thêm lời của Chúa, đọc Kinh Thánh, quý vị sẽ hiểu thêm lời của Chúa, đời sống quý vị thì sẽ được lớn lên. Amen. Chúa ban phước cho quý ông bà anh chị em, và hẹn gặp lại quý ông bà anh chị em từng tới nữa. Tôi sẽ thông báo sau. Good night. Chúa ban phước cho cô Bích. Dạ, ngày mai có nhóm cầu nguyện một sư. Dạ có, ngày mai nhóm bình thường con. Rồi, dạ. Có gì nghe gọi cho cô ngày mai. Xin Chúa ban phước. Hello chị Linh, khỏe chưa? Chào cô Hiệp, chào chị Tina, chào tất cả quý ông bà anh chị em. Sẽ gặp lại quý ông bà anh chị em sau. Dạ, chào cô Bích. Anh chào anh chú.